Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Rất cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi sáng thứ sáu ngày hôm nay. Và thưa quý vị, theo tường trình mới nhất vào sáng sớm hôm nay từ OC Register thì trong 4 ngày vừa qua, thứ 2 cho đến thứ 5, cơ quan thực thi di trú gọi tắt là ICE đã có một cái chiến dịch bắt giữ hàng trăm người, mà đặc biệt là nhắm vào những cái thành phố sanctuary cities, thưa quý vị, là những nơi mà cơ quan ICE gọi là họ không hợp tác với cơ quan liên bang để mà đưa ra những người di dân không có giấy tờ. Thì tính đến hôm thứ Tư, có tổng cộng là 498 người đã bị bắt trên khắp Hoa Kỳ, mà trong đó có 167 người bị bắt ở miền Nam Cali, bao gồm 101 người bị bắt ở quận Los Angeles, 66 người bị bắt ở quận Cam, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Barbara. Thì cơ quan ICE họ khẳng định là cái chiến dịch này không có nhắm vào thành phần Dreamers, là những người được chương trình DACA bảo vệ, mà họ nhắm vào những người có tiền án phạm tội hình sự. Mà cơ quan ICE họ đã đưa ra con số là có 317 người từng bị bắt vì những cái tội như là bạo lực, buôn bán ma túy, sở hữu vũ khí hoặc là DUI. Và cơ quan ICE họ nói là họ nhắm vào những cái thành phố sanctuary cities là bởi vì những cái thành phố này ngăn cản không cho nhân viên của ICE đi đến bắt người từ trong các nhà tù, và ICE họ gọi đây là một cái hành động gây nguy hiểm cho cộng đồng khi những cái thành phố này lại dung túng cho những người phạm tội đi lung tung ngoài đường. Tuy nhiên, cơ quan này lại không thể giải thích được vì sao có 1/3 số người bị bắt, cụ thể là 181 người, mặc dù là di dân không có giấy tờ, thế nhưng họ lại chưa có tiền án thì cũng bị bắt trong cái đợt này. Có thể là những người đứng ở Home Depot hoặc là xin công ăn việc làm hoặc là đứng trên đường phố. Đây là những thành phần cũng sẽ bị nhắm tới, và đặc biệt những thành phố Sanctuary City, tức là dung chấp cho những di dân bất hợp pháp, điển hình là từ New York luôn, thưa quý vị, từ New York đến California, một giấc mơ của người Cuba, và trong thời gian qua và họ mơ ước một ngày nào đó bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cuba. Dưới thời Tổng thống Obama, vào lúc cuối nhiệm kỳ thì vấn đề này đã được đưa ra và đã có sắc lệnh để ban hành bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba. Từ đó bắt đầu nhiều người đã đổ vào đây đầu tư, rồi hạ tầng cơ sở và chính phủ Cuba cũng như những cái công ty của Hoa Kỳ cũng tìm cách tăng tiến cái quan hệ này, chủ trương là thương mại, bởi vì có thể giúp cho Cuba cũng như là Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bước sang đến thời Tổng thống Trump, một lần nữa Đảng Cộng Hòa thì cũng không có mặn mòi gì với chế độ Cộng sản cả, và vì thế khi mà ông Trump lên làm Tổng thống, ông tìm cách xét lại các quan hệ này cũng như các quan hệ với Iran, vân vân. Thế thì với những cái hình ảnh ngay đây, đây là những hình ảnh mới nhất ở tại thủ đô Havana của Cuba. Người Mỹ đã với cái lịch du lịch được mở cửa, họ đã đến Cuba rất đông đảo và vui chơi. Đa phần là những người một hình thức mạo hiểm, bởi vì từ xưa tới giờ họ nghe đến những cái mối quan hệ căng thẳng giữa Cuba và Hoa Kỳ. Họ muốn tìm hiểu xem, nhất là khi hạ tầng cơ sở, nghĩa là họ muốn nhìn lại cái thời thập niên 50-60 trước đây trong những cái phim ảnh của Hoa Kỳ. Và vì thế tò mò cũng nhiều. Và nhiều người có người thân ở Cuba thì họ một lần nữa về thăm quê hương để mà nhìn thấy những cái cảnh mà những chiếc xe, mà đặc biệt là thưa quý vị, những cái loại xe cũ của Hoa Kỳ còn sót lại ở Cuba là nhiều nhất. Thế nhưng mới đây, không biết vì lý do nào, Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Cuba lại gặp phải vấn đề chúng tôi đã tường trình từ cả tháng này. Đó là bất chợt
mười mấy nhân viên ngoại giao tự nhiên bị ù tai. Và khi về đến Hoa Kỳ họ đi khám tai đó, thì họ đã bị ảnh hưởng rất nặng nề, có nhiều người chữa trị và không biết được có lấy lại thính giác hay không. Có nhiều người nói là dường như chính quyền Cuba đã phát đi một cái âm thanh đặc biệt nào đó để gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên ngoại giao của Hoa Kỳ. Khi những người này được về, thì vì từ đó tình hình căng thẳng và phía Hoa Kỳ điều tra thì họ thấy dường như phía Cuba muốn ám hại những nhân viên ngoại giao này. Cuba đã hoàn toàn bác bỏ và họ nói rằng họ cũng mở cuộc điều tra riêng. Nhưng mà cho đến giờ phút này không có một cái kết luận nào là khả dĩ có thể tin cậy được. Chính vì thế mà sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra lệnh khuyến cáo công dân Mỹ khi đến thăm Cuba. Bởi vì họ lo ngại rằng những người công dân Mỹ này với cái tình hình căng thẳng hiện nay coi chừng có thể bị ám hại. Đó là lý do khuyến cáo, nhưng mà không có cấm. Họ nói rằng đến thăm Cuba cũng được nhưng mà nhớ cẩn trọng. Đồng thời ra lệnh di tản tới hơn 50% lực lượng nhân viên của Hoa Kỳ ở tại Cuba. Và đây để họ nói rằng, họ nói là họ dùng cái chữ specific attacks on diplomats, có nghĩa là họ tố cáo chính phủ Cuba đã nhắm vào những thành phần ngoại giao của Hoa Kỳ để tấn công. Tuy nhiên có những nhà mà họ chuyên gia đó thì họ hơi thắc mắc, họ nói rằng có thể đây là một cái nỗ lực của chính phủ Trump để tìm cách làm giảm thiểu cái quan hệ ngoại giao với Cuba. Chứ còn họ nói rằng Cuba đang rất cần đô la Mỹ, không có lý do nào mà họ nhắm để mà gây ảnh hưởng đến cái quan hệ này. Bởi vì quan hệ càng tốt bao nhiêu thì càng có cái tiền ngoại tệ từ Hoa Kỳ vào Cuba bấy nhiêu. Tuy nhiên, phía ông Rex Tillerson ngày hôm nay tuyên bố họ đã có những cái bằng chứng là nhân viên ngoại giao đã bị tấn công. Vì thế họ cần phải ra tay trừng trị bằng cách là rút cái thành phần ngoại giao về và đưa ra những cái khuyến cáo này. Chưa biết được, thưa quý vị, chưa biết được cái kết quả hệ lụy này sẽ gây ảnh hưởng. Thứ nhất là vấn đề ngoại giao thì đã có ảnh hưởng rồi, nhưng mà vấn đề kinh tế, liệu rằng công dân Mỹ sẽ giảm đến Cuba vì lo sợ hay không? Hay là những người Mỹ họ nói rằng ôi đó là cái chuyện mà không có một cái bằng chứng rõ ràng nào. Và quan trọng hơn cả đó là người Mỹ đến Cuba họ có bị tấn công hay không? Đó mới là vấn đề. Nhưng mà hôm nay cũng là một cái đề tài hệ trọng đến quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, quay sang một bản tin kinh tế. Đó là với cái nỗ lực chống đỡ sự cạnh tranh từ Amazon, Target đã và đang thực hiện một cái kế hoạch mới, đó là mở thêm cửa tiệm. Thế nhưng với cái diện tích rất là nhỏ, chỉ bằng 1/6 cái cửa tiệm Target thông thường mà thôi. Và những cái cửa tiệm này đang mở khắp xung quanh quận Cam của chúng ta. Vâng, được biết là vào tháng 7, Target đã mở một cái cửa tiệm mini đầu tiên ở quận Cam ngay gần trường đại học UC Irvine. Được biết là một cái cửa tiệm Target bình thường có cái diện tích là 130.000 square feet. Thế nhưng cái loại mini size này chỉ có khoảng chừng 20.000 square feet mà thôi. Thì cũng khá lớn đó. Vâng, cái tiệm nhỏ này thưa quý vị, thì họ nói là họ muốn giữ chân những cái khách hàng trẻ là sinh viên chuyên mua đồ online, thì nhưng mà vẫn cần có một cửa tiệm để mà đến trả đổi hoặc là pick up đồ. Thì cái cửa tiệm nhỏ này họ không để furniture và quần áo trẻ em thưa quý vị, để tiết kiệm diện tích. Vâng, và rồi như vậy là giống như Walgreens với lại CVS. Vâng, nhưng mà vẫn có những cái sản phẩm mà đồ dùng cơ bản thiết yếu hàng ngày cho người trẻ. Và ngày 18 tháng 10 này thì họ lại mở một cái mini Target thứ nhì nằm ngay trên đường Chapman thưa quý vị. Và tuy nhiên cái cửa tiệm này thì sẽ lại tập trung những cái sản phẩm dành cho trẻ em, là bởi vì theo như điều tra của họ thì
cư dân quanh nơi này toàn là các gia đình không à. Thì và cái cửa tiệm thứ ba dự kiến là sẽ mở ở thành phố Anaheim. Yeah. Vâng, và target là họ dự kiến họ đổ vào 7 tỷ cho cái dự án này. Wow. Và là sẽ mở một tổng cộng 130 cửa tiệm mini như thế này từ đây cho đến cuối năm 2019. Một trong những điều sung sướng của chúng ta quý vị đó là đi ra đầu đường là có một cái tiệm. À, đỡ đi xa phải không? Vâng. Cho nên và điều sung sướng của chúng ta là sống ở những cái thành phố lớn là chúng ta ngay đầu đường, và thậm chí có nhiều người thích hơn nữa là được đi bộ để đi mua sắm, tiện lợi vô cùng. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo quý vị nha.